Hello hello. Xin chào các bạn, đã đến với Thuần Capital ngày hôm nay. Hôm nay là tối ngày thứ hai tại Hoa Kỳ. Bây giờ là khoảng 7 giờ tối tại Cali các bạn. Ở Việt Nam đó, các bạn đã bước qua là ngày thứ ba rồi và chúng ta đang chờ đợi một cái thông tin lớn đó chính là sáng ngày mai tại Cali các bạn là 5 giờ sáng, còn ở Việt Nam đó là tối ngày hôm nay là 8 giờ tối các bạn sẽ nhận được cái thông tin liên quan đến chỉ số phần trăm lạm phát CPI các bạn. Tôi sẽ chia sẻ thêm một chút xíu về thông tin này với các bạn một lát nữa. Chúng ta cũng có những cái thông tin rất nổi bật ngày hôm nay nhất là những cái tin tức nói chung nó là cực kỳ sôi động các bạn liên quan tới có phải là Blackrock chuẩn bị đệ đơn để có XRP spot ETF hay là không các bạn chuyện này là như thế nào thật hư ra sao tôi sẽ chia sẻ những gì mà chúng ta biết cho tới thời điểm bây giờ chúng ta cũng có một chút xíu bật mí đến từ Regal các bạn và điều này vẫn cho chúng ta thấy được là họ rất tự tin sẽ có một Bitcoin Spot ETF được thông qua và chúng ta cũng có thông tin đến từ CoinShares hôm nay là đầu tuần đó thì thuận cũng sẽ bắt đầu chia sẻ lại với các bạn về thống kê CoinShares tuần vừa rồi đó thì cái nguồn tiền đi vào trong thị trường này từ những quỹ đầu tư đó thì họ đi vào đồng nào các bạn và bao nhiêu tổng cộng và nhiều những thông tin đó bậc khác chúng ta bây giờ hãy bắt đầu với cái thông tin liên quan đến thị trường tài chính của Hoa Kỳ thì các bạn đã thấy được là ngày hôm nay đó thì nói chung kết thúc đó nó mix có nghĩa là có tăng có giảm các bạn cho nên nhìn thấy được là chỉ số Nasdaq hôm nay đó thì giảm nhưng mà nhẹ mà thôi điều chỉnh xuống là 0.22% trong khi Dow Jones thì kết thúc tăng 0.16% và S&P 500 đó thì không thay đổi nhiều các bạn pre market thì bây giờ đó thì không có nhiều động tĩnh tại vì phần lớn mọi người vẫn chờ đợi cái chỉ số phần trăm lạm phát chúng ta sẽ nhận được chỉ số này trước khi mà thị trường mở cửa ngày mai nhưng mà ngay bây giờ đó thì Nasdaq Futures tăng 0.14% và S&P Futures và Dow Futures thì không thay đổi các bạn còn về hợp đồng của dầu thì sao hợp đồng của dầu ở mức là 78 đô 56 cent hiện tại các bạn còn về vàng đó thì ở mức là 1950 nói chung là dầu và vàng đó thì không có thay đổi nhiều và về crypto thì sao các bạn hôm nay đó thì chúng ta đã chứng kiến là Bitcoin đó thì điều chỉnh xuống một chút xíu các bạn ở mức là 3 16.400 đô Ethereum nên thì vẫn hơn 2.000 đô hiện tại Và chúng ta cũng đã nhìn thấy được là Bitcoin đã tuy đã điều chỉnh xuống một chút xíu Nhưng mà chúng ta cũng không thể xem đây như là cái đợt điều chỉnh đáng kể được các bạn Tại vì các bạn đã thấy được là cái mức cao của Bitcoin gần đây đó Trong năm nay là gần 38.000 đô Thì từ cái lúc mà 38.000 đô đi Chúng ta về cái giá hiện tại đó Thì các bạn thấy Bitcoin chỉ xuống có 4% mà thôi Và nếu như mà nói điều chỉnh gọi là đáng kể đối với thuần đó Thì chúng ta ít nhất cũng cũng phải chạm 10% hay là hơn 10%, thậm chí là 20% các bạn. Và nếu như Bitcoin điều chỉnh 10% thì chúng ta sẽ ở mức là khoảng 34.000 đô. Thật ra đó chúng ta sẽ không biết được khi nào Bitcoin điều chỉnh đâu từ khi mà chúng ta thấy có cái sự tăng trưởng giá khi mà chúng ta có cái thông tin giả liên quan đến Bitcoin Smart ETF đến từ Contagraph đó, cái tài khoản chừng bài tuần để thường chuyển qua cái nến ngày đi thì từ lúc đó tới bây giờ đã biết bao nhiêu người đã kêu gọi là có một đợt điều chỉnh rồi các bạn nhưng mà chúng ta đã nhìn thấy được từ thời điểm đó tới bây giờ đã vẫn chưa có cái gì gọi là điều chỉnh đáng kể hết. Chúng ta có thể thấy là từ giữa tháng 10 ra thì giá cứ tăng rồi giá cứ tăng rồi ngưng ở một mức nào đó khoảng chừng là một tuần rồi lại tiếp tục tăng nữa các bạn cho tới bây giờ vẫn chưa có một đợt điều chỉnh. Và đương nhiên khi mà cứ tăng như vậy đó thì chúng ta đều hiểu là sẽ có một cái đợt điều chỉnh chứ không biết là khi nào mà thôi. Tại vì nếu chúng ta tính từ giữa tháng 10 tới bây giờ đó thì các bạn thấy được là giá tính ngày hôm nay thôi thì đã tăng là 35% rồi trong vòng 4 tuần các bạn, giá Bitcoin đã tăng 35% không ngừng nghỉ. Nhưng mà điều thú vị hơn đó là chúng ta nhìn thấy được là vốn hóa của Bitcoin đã, đã giảm một chút xíu dựa theo con Gecko ra bây giờ là 49.3% và hôm nay tuy là các bạn thấy là giá của BTC giảm khoảng chừng là 2% nhưng mà chúng ta vẫn thấy được là vốn hóa vẫn hơn 1,4 nghìn tỷ các bạn hôm nay vốn hóa cũng giảm tương tự là 2.3% và nếu các bạn nhìn vào Crypto Bubble thì phần lớn là màu đỏ các bạn Bitcoin xuống 2% thì rất nhiều những oil hôm nay đã có cái sự điều chỉnh là khoảng chừng 6 cho đến 10% và chúng ta bây giờ hãy bắt đầu với những thông tin nổi bật trong video ngày hôm nay các bạn Và Kali đã lạnh trở lại rồi các bạn cho nên chúng ta sẽ thấy thuận bận hóa lạnh nhiều hơn nhưng mà năm nay hy vọng là đỡ lạnh hơn các bạn tại vì thị trường crypto đã ấm lại rồi. Nếu các bạn nhìn vào cái sự tăng giá trong vòng một tháng qua Ngày mai đó như thường chia sẻ các bạn là 5 giờ sáng Cali có nghĩa là tối nay Việt Nam là 8 giờ tối thì chúng ta sẽ nhận được cây dữ liệu phần trăm lạm phát CPI và đây là cái dữ liệu rất quan trọng các bạn đã biết nó sẽ có cái độ ảnh hưởng đối với lại Fed sẽ làm gì trong cuộc họp vào giữa tháng 12. Thì bây giờ đó chúng ta đã thấy là tháng vừa rồi đó thì chỉ số lạm phát CPI nghĩa là lạm phát hàng tiêu dùng tháng trước là 3.7% và dự kiến tháng này là 3.3% các bạn phần lớn đó là mọi người nghĩ nó sẽ giảm xuống tại vì chúng ta đã thấy được là cái mức giá của xăng dầu cũng đã giảm rồi các bạn sau khi mà có cái cuộc chiến bùng nổ ở Trung Đông đó thì các bạn đã nhớ là cái hợp đồng của dầu đã tăng lên lúc đó đó là khoảng 90 đô la các bạn để thùng xem coi cái biểu đồ này cho chúng ta thấy là bao nhiêu khi chúng ta nhìn thấy được là có cái thông tin liên quan đến chiến tranh thì giá dầu đã tăng lên là khoảng 93 đô la các bạn nhưng mà sau đó đó đã điều chỉnh xuống bây giờ chúng ta vẫn trong cái dùng gọi là cái dùng ổn định từ 70 đến 80 đô mà chúng ta đã thấy gần như là cả năm qua rồi thì vì lý do đó đó mọi người đều nghĩ là khả năng chúng ta sẽ thấy là CPI sẽ giảm xuống còn về Core CPI nghĩa là chúng ta không tính năng lượng và thực phẩm đó, thì tháng vừa rồi là 4.1. Dự kiến tháng này cũng không thay đổi các bạn là 4.1. Nếu như chúng ta nhận được CPI như là dự kiến đó, thì chúng ta khả năng cao sẽ không thấy Fed tiếp tục tăng lãi suất nữa. Nếu như mà CPI ngày mai tệ hơn dự kiến đó, thì chúng ta sẽ xem coi là chỉ số CMB đang nhiên về như thế nào các bạn. Ngay bây giờ đó thì chúng ta vẫn thấy là trước khi có thông tin CPI đó, thì vẫn phần lớn là nhiên về sẽ không tăng lãi suất 85 .7%, chỉ có 14% nghĩ là Fed sẽ tiếp tục tăng lãi suất thêm một lần nữa mà thôi ngày mai sau khi mà có chỉ số CPI rồi chúng ta sẽ nhìn lại chỉ số của CMB xem có nó có thay đổi hay là không đó là thông tin lớn đầu tiên thì muốn chia sẻ với các bạn còn cái thông tin lớn liên quan đến crypto đó là hồi sáng này thức dậy thì có rất là nhiều những cái thông tin liên quan đến là có phải Blackrock chuẩn bị để mà đệ đơn có XRP spot ETF hay là không các bạn như là ETF về Ripple thì chúng ta cũng đã thấy một cái hình chụp trên màn hình hình chụp này đó là cho chúng ta thấy là Blackrock đã để đơn để mà đăng ký thương hiệu cho iShares XRP Trust. Nhưng mà nào mà không gần thì cái thương hiệu ETF của BlackRock là iShares, cho nên các bạn cũng đừng cảm thấy quá bất ngờ khi mà không phải là tên BlackRock các bạn, tại vì các bạn nhìn thấy bên dưới này cái công ty đứng sau lưng iShares chính là BlackRock Advisors. Thì chúng ta cũng đã biết đó, trước đây BlackRock đã đệ đơn đăng ký thương hiệu cho iShares Bitcoin Trust. Rồi sau đó 7 ngày đó là đệ đơn chính thức để có Bitcoin Spot ETF. Các bạn hãy nhớ là cách đây khoảng chừng một tuần đó, thì iShares Ethereum Trust cũng đã được đăng ký bởi BlackRock. Rồi sau đó cùng ngày luôn chúng ta cũng đã thấy BlackRock đã chính thức đệ đơn để có Ethereum Spot ETF Nhưng mà cái thông tin này đó thì sau khi được đăng Chúng ta có những người đến từ Bloomberg như là Eric Balchunas và James Safer Đây là hai người mà chúng ta thường hay theo dõi các bạn Và thật ra hai người này đã cung cấp rất nhiều những cái thông tin chính xác trong thời gian qua Và cả hai người này đều nói là đây là cái thông tin giả Và họ đã nói chuyện với lại BlackRock Và BlackRock đã confirm với họ, xác nhận với họ là không có chuyện BlackRock chuẩn bị đệ đơn để có XRP Spot ETF các bạn phải hiểu là có hai cái khác biệt ở đây cái các bạn đang nhìn thấy trên màn hình đó, đây là cái thông tin liên quan tới đăng ký thương hiệu rồi chúng ta thấy được là nếu như muốn có một sản phẩm ETF thì phải đăng ký với lại SEC hai cái này nó khác nhau nhưng mà đăng ký thương hiệu phải có trước sau khi mình nghe thông tin này đó các bạn đã thấy giá của XRP đã tăng lên từ 65 cent tăng lên tới cái mức là 73 cent nhưng mà sau khi mà Bloomberg nói đây là tin giả ra dẫn đến là giá XRP từ 73 cent xuống còn 65 cent các bạn nghĩa là trả trở về cái mức như là chưa từng có gì xảy ra thì James Safer và Eric Bartunas là hai người mà thuận cũng rất là có lòng tin các bạn về thông tin liên quan tới ETF tại vì họ chuyên về ETF tại Bloomberg nhưng mà điều cực kỳ thú vị là khi các bạn lên trên trang web chính thức của cái cơ quan đăng ký thương mại của Delaware thì các bạn vẫn thấy được là sự thật là có một cái đơn đăng ký liên quan tới iShare XRP Trust và được đăng ký bởi các bạn đã thấy được là Daniel Swiger và địa chỉ là BlackRock Advisor ở Bellevue Parkway và cái đơn này nó cũng tương tự như các bạn đã thấy đăng ký của iShare Ethereum Trust Các bạn thấy được là cũng là người đó Daniel Swiger Và đây là cái địa chỉ của công ty BlackRock Advisor Và cái đơn của Ethereum đó là các bạn đã biết là đăng ký vào ngày 9 tháng 11 Còn cái đơn mà đăng ký thương hiệu cho XRP Trust đó, là ngày hôm nay ở Hoa Kỳ các bạn ngày 13 tháng 11 Thì thật sự trên trang web chính thức của cái cơ quan thương mại Delaware Đã có cái đơn đăng ký thương hiệu này rồi Một lần nữa cái này nó không có nghĩa là BlackRock đã để đơn để có XRP, Spot ETF các bạn Cái đó là để đơn với lại SEC Đây là đăng ký thương hiệu mà thôi Hai cái nữa khác nhau Nhưng mà chúng ta có thể thấy đây là sự thật Chứ không phải là thông tin giả Cho nên bây giờ đã nhiều người đặt dấu chấm hỏi Tại sao vậy? Tại sao lại có cái đơn này Được đăng ký với lại Delaware Nhưng mà Bloomberg thì nói đây là cái thông tin giả Cho nên bây giờ đã có rất nhiều cái sự hỗn loạn trên thị trường các bạn Thì tại sao lại có cái sự không có đồng thuận này Ai nói thật, ai nói giả Thì có một luật sư mà nhiều bạn cũng đã quen thuộc Đó chính là luật sư Jamie Hogan Đây là một luật sư mà cũng chia sẻ rất nhiều những cái thông tin liên quan đến vụ kiện của Ripple Thì luật sư Jamie Hogan nói là cái sự giải thích duy nhất mà ông có thể nghĩ đến Đó chính là có ai đó đang vi phạm luật đang lừa đảo. Tại vì nếu như mà muốn đăng ký thương hiệu đó thì cần phải nạp hai cái đơn cho cơ quan quản lý thương mại ở Delaware các bạn. Đây là cái đơn đầu tiên và đây là cái đơn thứ nhì. Thì khi mà điền cái đơn này đó thì sau khi điền xong rồi chỉ cần đóng 500 đô là có thể đăng ký thương hiệu. Nhưng mà khi điền đơn này đó thì phải điền đúng thông tin. Thì có thể là có ai đó đã giả mạo BlackRock. Có nghĩa là có ai đó, đó đã giả mạo mình là Daniel Swiger và dùng tên và địa chỉ và thông tin của BlackRock để mà đăng ký. Đương nhiên cái này đó gọi là giả mạo các bạn là vi phạm luật hình sự chứ không có phải là đơn giản đâu. Nhưng mà đây là giải thích duy nhất hoặc là thật sự là BlackRock muốn có một cái XRP Spot ETF chúng ta phải chờ để xem coi là BlackRock có chia sẻ chính thức hay là không. Chứ ngay bây giờ đây chúng ta chỉ có cái thông tin đến từ trang web chính thức của Delaware và cái thông tin đến từ Bloomberg và hai cái này đó nó không có phù hợp với nhau và BlackRock vẫn chưa có chia sẻ chính thức là họ có phải là người đứng sau lưng cây đơn đăng ký thương hiệu này hay là không đó là điều chúng ta sẽ chờ đợi và tôi nghĩ chúng ta sẽ biết sớm mà thôi có thể là ngày mai khi mà các bạn thức dậy đó là đã biết thông tin rồi khi nào có tài liệu sẽ chia sẻ với các bạn. Nhưng mà một điều khác đó là cái chúng ta đang chờ đợi sự thật đó chính là Bitcoin Spot ETF các bạn. Tại vì nếu như mà không có Bitcoin Spot ETF được thông qua thì chúng ta đừng nên suy nghĩ đến là có Ether Spot ETF hay là không chứ đừng nói tới là XRP ETF các bạn. Tại vì nếu như mà không cho thông qua Bitcoin thì không có lý do gì cho thông qua những cái còn lại. Và hôm nay chúng ta lại nhận được thêm một cái tín hiệu các bạn, tín hiệu tích cực đến từ CEO của Ray là Michael Shonenzai. Thì Michael Shonenzai đã nói là đã một thập kỷ chuẩn bị và tập dượt. Chúng tôi đã sẵn sàng cho sự kiện chính. Hmm, sự kiện chính các bạn, các bạn nghĩ sự kiện chính đó là gì? Có phải là đàn ám chỉ sắp sửa được thông qua Bitcoin Spot ETF hay là không? Và đương nhiên khi mà Michael Shonenzai nói tới đã một thập kỷ chuẩn bị đó là ông đang đề cập đến là cái đơn đề xuất Bitcoin ETF đầu tiên các bạn. Các bạn có biết đơn đó là từ ai hay không? Đó chính là từ anh em sinh đôi Winklevoss các bạn nghĩa là sàn Gemini Họ đã đệ đơn để có Bitcoin Spot ETF vào lúc nào các bạn? Đó chính là vào tháng 7 năm 2013 Đã hơn 10 năm rồi các bạn, hơn 10 năm rồi và bây giờ là cơ hội tốt nhất chúng ta có để có một Bitcoin Spot ETF và các bạn đã biết là mọi người đó thì đều chờ đợi trong tuần này tại vì trong tuần này là có khả năng nếu như mà SEC muốn thông qua cả 12 đơn đó, thì tuần này là thời điểm tốt nhất, nếu như không đó, thì bất lúc nào từ đây cho đến ngày 10 tháng 1 họ đều có thể thông qua, nhưng mà chỉ thông qua tối đa là chính đề xuất mà thôi, tại vì những đề xuất còn lại đó thì dính trong cái thời gian trì hoãn, à, chờ đợi những cái bình luận đến từ công chúng cho nên sẽ không thể được thông qua nhưng mà nó không có một ngày nào ấn định đâu các bạn Như Thùng đã nói đó Bây giờ cho đến ngày 10 tháng 1 đó, Bất cứ lúc nào chúng ta cũng có thể nghe thông tin Đến từ SEC Thông qua hay là từ chối Điều có thể xảy ra hết Bây giờ đó thì kỳ vọng Và tất cả những cái thông tin Đến từ Bloomberg Đến từ những công ty phố Wall à, Các bạn thấy mới đây Đến từ uh, Trayscale đó Michael Shonenscheid Điều bật mí là chúng ta sắp sửa có Một Bitcoin Spot ETF được thông qua Hy vọng đó là sự thật các bạn oh, thật ra tùy theo các bạn đang bị thế nào nếu như các bạn đang chờ đợi để mà tiếp tục DCA Bitcoin ở những cái mức giá tốt hơn đó thì các bạn sẽ hy vọng là sẽ không có được thông qua để cho chúng ta có cơ hội tích lũy nhiều hơn. Còn những mà nào đã tích lũy đủ rồi đó thì hy vọng là được thông qua để có thể thấy cái sự tăng trưởng giá tiếp tục. Và chúng ta cũng còn một cái thông tin khác nữa cũng rất là lớn ngày hôm nay liên quan tới phố Wall các bạn. Đó chính là sàn CBOE. Họ sẽ ra mắt hợp đồng tương lai có đòn bẩy Bitcoin và Ether vào ngày 11 tháng 1 năm 2024 các bạn hmm, Các bạn nghĩ tại sao lại là ngày 1 tháng 1 năm 2024? Tại vì Chúng ta đang chờ đợi ngày nào các bạn ngày 10 tháng 1 ngày 10 tháng 1 là một ngày rất là quan trọng nếu như mà chúng ta không nhận được thông tin đến từ SEC thì ngày 10 tháng 1 là cái hạn chót cuối cùng phải ra quyết định về cái quỹ spot ETF của ARK Invest chấp thuận hay là từ chối bắt buộc phải ra thông tin ngày đó và cái bạn thấy đây CBOE đó sẽ ra mắt hợp đồng tương lai có đoạn 7 Bitcoin và Ether ngày 11 tháng 1 và CBOE cho biết là họ sẽ ra sàn đầu tiên theo quy định cung cấp giao dịch cả spot và futures có thể là nhiều bạn cảm thấy um, chúng ta cũng có những sàn như là Coinbase gần đây họ cũng đã cung cấp futures à, thì tại sao CBU đã nói họ sẽ là sàn đầu tiên trong khi mà Coinbase đã bắt đầu hoạt động rồi thì lý do là tại vì sàn CBU là sàn được cấp phép giao dịch bởi SEC các bạn nó khác với lại sàn Coinbase sàn Coinbase trên căn bản bây giờ đã không có đi theo khuôn khổ pháp lý của SEC cho nên mới có những cái vụ kiện tụng các bạn tại vì trên căn bản đó SEC nói là đến đăng ký nhưng mà họ cũng không có một cái bằng nào liên quan đến giao dịch crypto hết các bạn chỉ đăng ký bàn chứng khoán mà thôi và SCC cho nên mới nói tất cả đều chứng khoán chứ nếu như mà họ không nói như vậy thì làm sao họ quản lý được. Đó là tại sao mà SCC luôn nói phần lớn là chứng khoán, nhưng mà sàn CBOE đó là một sàn mà cho giao dịch những cái hợp đồng trong thị trường chứng khoán nhiều năm rồi, họ đã có bàn hoạt động. Và bây giờ họ cung cấp dịch vụ spot và futures uh, và cung cấp luôn đoạn bảy các bạn vào ngày 11 tháng 1 năm 2024 và ban đầu đó hợp đồng này sẽ được giải quyết bằng tiền mặt có nghĩa là các bạn thấy là ban đầu đó thì sau khi mà hợp đồng đáo hạn thì hai bên sẽ quyết bằng tiền mặt có nghĩa là sẽ quy ra đồng đô la rồi bên nào có lời thì bên kia sẽ trả cho bên đó nhưng mà sau này đó họ nói họ sẽ cung cấp dịch vụ giao dịch trực tiếp bằng crypto nếu như người dùng yêu cầu nếu như là các bạn mua futures à, rồi tới lúc mà hết hạn rồi đó các bạn có lời mà các bạn muốn nhận bằng bitcoin thì họ sẽ cung cấp dịch vụ giao bitcoin trực tiếp cho các bạn ở mỹ đó thì chúng ta có hai nền tảng chính được các tổ chức sử dụng đó chính là cme và cboe các bạn và năm 2017 đó để thường nhắc lại các bạn nhớ lúc mà sàn CME và CBOE thông báo sẽ ra mắt cái sản phẩm Bitcoin futures đó chính là cái đỉnh điểm của năm 2017. Ít ra các bạn thấy được là theo chu kỳ đó thì năm 2014 đầu năm đó cái đó chúng ta vẫn chưa có thật sự kích hoạt một cái chu kỳ mới các bạn tại vì nếu chúng ta nói tới cái đợt tăng trưởng mạnh thì thường xảy ra khoảng chừng 6 đến 8 tháng sau khi mà có Bitcoin halving thì ít ra đợt này họ bắt đầu sản phẩm này đó ngay cái đầu chu kỳ các bạn chứ không phải là cuối chu kỳ nếu như mà họ chỉnh lại là ngày 11 tháng 1 năm 2025 thì thuận lo ngại hơn. Nhưng mà đây cũng là một cái thông tin rất là tích cực các bạn và cũng là một dẫn chứng cho thấy là cái nhu cầu giao dịch đến từ những tổ chức đầu tư đã ngày càng tăng lên các bạn. Họ có nhu cầu mua spot, họ có nhu cầu mua option, mua futures và đương nhiên họ có nhu cầu short long nhu cầu có cho nên các bạn mới thấy được là những cái công ty này mới bắt đầu ra mắt nhiều sản phẩm và đương nhiên nhìn thấy được là CME, CME đã công bố là họ có cái khối lượng giao dịch futures còn nhiều hơn cả Binance các bạn thì CBOE đương nhiên không có ngồi đó đứng nhìn rồi các bạn tại vì tất cả đều quy ra lợi nhuận hết những người đầu tư vào CBOE sẽ nói là tại sao lại không có hỗ trợ Bitcoin không hỗ trợ Ethereum nhiều hơn để có lợi nhuận nhiều hơn các bạn thì các bạn đang thấy được là thị trường crypto này đó có một cái đặc điểm là không có trần phải năn nỉ ai làm gì hết các bạn nhưng mà mọi người sẽ tham gia vào thị trường này khi mà họ nhận ra cái lợi của họ thì tất cả vì lợi ích các bạn lợi ích là vĩnh viễn cho nên thị trường này ngay là trạng sẽ vững chắc tại vì nó chỉ dựa vào hai chữ lợi ích và thôi. Và chúng ta cũng có cái thông tin liên quan tới Tether. Các bạn có biết là trong vòng 4 tuần qua thôi đó, công ty Tether đã in tổng cộng là 4 tỷ đô la các bạn. 4 tỷ đồng USDT đã được in trong vòng 4 tuần và 2 tỷ USDT được phát hành trong 2 ngày, nghĩa là ngày 3 tháng 11 và ngày 19 tháng 10 và 1 tỷ USDT trên Ethereum được phát hành vào ngày 9 tháng 11 còn Tether đó cũng đã gần đây phát hành thêm 1 tỷ USDT trên mạng lưới Tron các bạn vào ngày 10 tháng 11 cái t 3 ngày. Nhưng mà CEO, thôi viết lộn là CEP các bạn, nhưng mà CEO, Paolo Adorno, CEO mới của Tether, thật ra người này đã làm việc cho Tether nhiều năm rồi. Paolo Adorno là CTO các bạn, nghĩa là giám đốc công nghệ. Bây giờ giữ chức là CEO, đã nói là cái 1 tỷ này đó là một cái giao dịch được ủy quyền nhưng mà chưa được phát hành, nghĩa là số lượng này đã được sử dụng như là hàng tồn kho. Họ in ra sẵn để cho khi nào có nhu cầu đó họ sẽ tung ra trên thị trường. Hay là sau này họ muốn đổi chuỗi các bạn giống như là có thêm đồng tether trên một chuỗi khác Họ có thể dùng cái số lượng đồng này để mà đổi qua một chuỗi khác Đó là cái sự giải thích đến từ CEO các bạn Nhưng mà nói chung đó trong vòng 4 tuần đã in ra 4 tỷ USDT Nhìn vào tích cực đó, thì chúng ta thấy người ta có nhu cầu có USDT là vì lý do gì các bạn Có thể là họ có nhu cầu có USDT để có thể Thứ nhất là dùng đó để mà thu mua crypto Thứ nhì nữa đó là dùng đó để mà cung cấp dịch vụ giống như các bạn thấy là gần đây có rất nhiều công ty và chúng ta chỉ nói tới những công ty lớn ở Fuwon mà thôi có thể có rất nhiều những công ty nhỏ khác đó họ cũng đã bắt đầu uh, tham gia vào thị trường này các bạn tại vì thị trường này ngày càng nóng lại và có thể là tại vì có nhiều nhu cầu những sàn mới có thể sẽ xuất hiện trong thời gian tới đây mà họ cần giữa CT để cung cấp dịch vụ đó là những cái suy nghĩ tích cực các bạn và suy nghĩ tiêu cực đó là nhiều bạn sẽ nói họ in thống có nghĩa là không có tiền hay là tài sản nào để mà hỗ trợ dòng USDT này. Sự thật đó đó là một cái mối lo ngại chúng ta đã biết bao nhiêu năm nay rồi và thường đã từng nhắc với các bạn rất nhiều lần. Nếu như mà các bạn trở về cách đây 7 năm và các bạn nói với Thuận là 7 năm sau, đồng Tether vẫn sẽ là đồng stablecoin lớn nhất và vẫn chưa gặp sự cố nào. Tôi sẽ không tin nữa các bạn. Nhưng mà đó là sự thật. 7 năm sau các bạn ngay cả USDC Đồng Circle cũng bị vấn đề, các bạn đã nhớ, bị mất phép cái lúc mà chúng ta có sự sụp đổ của ngân hàng SVB đó. À, ngay cả lúc đó có cái vấn đề các bạn, còn Tether bị điều tra liên tục luôn, bị New York điều tra, bị rất nhiều nơi điều tra. Cuối cùng họ chỉ đóng phạt mà thôi và cho đến bây giờ vẫn chưa có một dẫn chứng cụ thể nào cho thấy được là đồng Tether không được hỗ trợ bởi cái số tiền cần thiết các bạn. Và các bạn đã thấy được là trong vòng một quý thôi họ đã có lời cả tỷ đô la tại vì khi mà người ta đưa tiền cho họ để mà in đồng USDT ra thì người ta đưa tiền cho họ họ lấy tiền đó để mà họ đi mua công trái phiếu để mà lấy lời và khi người ta trả lại tiền cho công ty Tether đó thì công ty Tether sẽ tính cái phí redemption với họ họ ăn cả hai phần luôn các bạn cho nên đó là lý do tại sao mà rất nhiều công ty họ muốn phát hành đồng stablecoin tại vì thật sự là một mô hình hoạt động rất là có lời chúng ta chỉ hy vọng là theo được không gặp vấn đề gì các bạn hy vọng là có thể trước đây họ đã có một cái thời gian có thể là họ không có đủ tiền để mà hỗ trợ đồng theo là một trăm phần trăm nhưng mà họ đã vượt qua được thời gian đó và những lợi nhuận gần đây đã, đã bù đắp lại và theo được thật sự có đủ tiền và tài sản để mà đảm bảo cái số lượng theo trên thị trường cũng đã có nhiều lần các bạn à, những lúc mà chúng ta có nhiều tin tức phớt lớn liên quan tới Tether đó thì trong thời gian ngắn đó có thể là có 10 tỷ, mười mấy tỷ được rút ra khỏi Tether và ngay những thời điểm đó đó các bạn vẫn thấy được là Tether trả tiền được và chưa có một cái thông tin nào trên mạng nói là họ không rút được tiền từ Tether. Họ có 80 tỷ hay không đó thì chỉ có họ biết mà thôi nhưng mà ít ra mười mấy tỷ thì họ có các bạn. <laughs> và đây là cái tin tức chia sẻ đến từ CEO Paolo Adorno của Tether về đồng DCT trên tròn một tỷ đường đây mà Thùng mới chia sẻ với các bạn nói tới full đó thì chúng ta sẽ cập nhật cái thông tin mới tôi nghĩ là bây giờ tôi sẽ tích cực hơn để mà cập nhật thông tin từ coinshare một thời gian dài Thùng không cập nhật các bạn tại vì nó không có nhiều cái sự thay đổi nhưng mà các bạn thấy rất rõ ràng là 7 tuần liên tục chúng ta thấy tiền đi vào trong thị trường này và ngày lại càng tăng tốc lên các bạn thấy là những cái thanh màu xanh dương này đã cao hơn nhiều so với lại cái tê vài tuần thì chi tiết hơn đó là trong tuần này chúng ta tiếp tục thấy 292 triệu đi vào thị trường này các bạn đến từ những quỹ đầu tư à tôi cũng vừa chia sẻ trong video ngày hôm qua với các bạn, đây là những quỹ đầu tư được thống kê bởi con Share, những quỹ các bạn nhìn thấy trên màn hình, nó chỉ đại diện cho một phần nhỏ của những quỹ mà thôi chứ không phải là tất cả, nhưng mà nó cũng cho chúng ta ít ra một cái nhìn nho nhỏ về những cái động thái của những quỹ đầu tư hiện bây giờ. Thì các bạn nhìn thấy bên dưới này đã, phần lớn tiền là đi vào đồng nào? thì có thể các bạn dễ dàng nghĩ ra được phần lớn tiền vẫn là đổ vào Bitcoin các bạn 240 triệu trong giờ một tuần đến tiền quỹ này đã đi vào Bitcoin và các bạn thấy được là trong vòng chỉ một tháng này thôi đó đã gần nửa tỷ gần nửa tỷ đô la vào Bitcoin các bạn và cái số lượng tiền những quỹ này lưu trữ trong Bitcoin đó là khoảng 31 tỷ đô la và Ethereum đó thì chúng ta đã thấy là tuy từ đầu năm tới bây giờ chúng ta vẫn đang âm là 58 triệu đô la có nghĩa là có 58 triệu rời khỏi ethereum so với lại cái thời điểm cái tên một năm nhưng mà các bạn vẫn thấy là từ đầu tháng tới bây giờ đó vẫn có 62 triệu vào Ether và Ether đó tuy là có tiền rời khỏi năm nay so với lại nạp vào thì nhiều hơn nhưng mà vẫn là đồng đứng thứ nhì được các tổ chức đầu tư lưu trữ các bạn dựa theo con share là 8,8 tỷ à, còn trong tuần này đó thì Ether đứng thứ nhì là 49 triệu kế đó thì chúng ta thấy Solana tiếp tục có tiền đổ vào thì các bạn hãy comment bên dưới các bạn các bạn nghĩ là cái tiền đổ vào Solana đến từ đâu tại sao gần đây lại có nhiều tiền đổ vào Solana như vậy các bạn hãy comment ở bên dưới còn về quốc gia nào đó thì các bạn thấy được chúng ta có quốc gia mà có nhiều tiền đổ vào nhất trong tuần vừa rồi đó chính là Canada 105 triệu chúng ta có nước Đức tiếp tục là một trong những quốc gia mà nổi bật các bạn có 52 triệu và chúng ta đã thấy được là nước Đức từ đầu năm cho đến bây giờ vẫn là quốc gia đứng thứ nhì sau Hoa Kỳ. Hoa Kỳ đó từ đầu năm tới bây giờ là có 574 triệu. Nước Đức các bạn đã thấy được là có 354 triệu vào thị trường này. Nhưng mà sau Canada đã thường vừa rồi chúng ta có Hoa Kỳ 81 triệu. Chúng ta có nước Đức là 52 triệu và Thụy Sĩ là 50 triệu gần đây đó thì có rất là nhiều bạn đã cùng với thuần Capital với độ trung bình giá trong cả năm qua và rất nhiều bạn đã chia sẻ là đang có lãi hiện tại thì thuần cũng rất là vui các bạn à, nhưng mà có một điều thuần muốn nhắc nhở các bạn đây là thống kê đến từ Tencent và họ đã thống kê trong không biết là họ dùng cách nào để thống kê nhưng mà họ đã đưa ra kết luận là hơn 3.000 crypto đã được lên trên CoinGecko trong năm 2021 đã thất bại thì thất bại cái gì các bạn thất bại đó theo tôi hiểu đây là sẽ không thấy những cái hoạt động của những cái dự án này ở trên những mạng xã hội nữa và thậm chí trên GitHub á ở trên nơi mà các bạn thấy là những cái mã nguồn cập nhật cũng không có động tĩnh gì thì có hơn 3.000 crypto chỉ trong năm 2021 đã thất bại dựa theo Tencent cho nên khi các bạn đầu tư vào thị trường crypto này đó thì đa dạng hóa rất là cần thiết và càng ngày thị trường càng sôi động thì sẽ càng có nhiều những dự án rất là hấp dẫn các bạn câu chuyện lúc nào cũng hấp dẫn nhưng mà kết cục ra sao đó thì không ai biết được ngay bây giờ đó thì nếu như các bạn nói là thuận sẽ không thể đụng đến tiền trong crypto trong vòng 10 năm thì thuận sẽ lựa chọn lưu trữ đồng nào thì ngay thời điểm bây giờ không ai biết được tương lai ra sao nhưng mà ngay thời điểm bây giờ dựa theo gì mà thuận hiểu đó thì chỉ có một đồng duy nhất thường tin tưởng đó chính là Bitcoin mà thôi các bạn Khi mà các bạn rời khỏi Bitcoin rồi đó thì càng ngày cái độ nguy hiểm nó càng tăng lên Đương nhiên Bitcoin không phải là đồng mà sẽ cho các bạn cái lợi nhuận cao nhất tính theo một thời gian như một chu kỳ Nhưng mà đó là cái đồng mà an toàn nhất và cho các bạn lợi nhuận chu kỳ này qua chu kỳ nọ Còn những cái altcoin đương nhiên cho các bạn cái khả năng có lợi nhuận cao hơn Nhưng mà điều thường muốn các bạn hiểu đó là câu chuyện lúc nào nó cũng rất là hấp dẫn Nhưng mà khi mà nhìn lại đó có thể là trong hơn 3.000 crypto này rất là nhiều những crypto đó khi các bạn xem thông tin năm 2021 có thể các bạn cảm thấy là rất tiềm năng nhưng mà nhìn lại đó các bạn sẽ thấy là chúng ta đã thật sự nhận xét sai về rất nhiều những cái dự án đó là điều mà tôi muốn các bạn suy nghĩ đến khi mà chúng ta từ từ bước vào một mùa mới đối với thuận thị trường crypto nó giống như là thị trường tài chính hơn là thị trường công nghệ cho nên nếu các bạn quá chú tâm về công nghệ đó thì các bạn sẽ không nhìn thấy được rất nhiều thứ và nếu các bạn quá chú tâm về câu chuyện các bạn cũng sẽ không nhìn thấy được rất nhiều thứ các bạn đã thấy được là khi mà thị trường đi xuống đó thì các bạn sẽ dễ dàng tìm thấy hàng ngàn lý do tại sao không nên mua bây giờ và cũng ngược lại khi thị trường tăng trưởng đó các bạn sẽ tìm thấy hàng ngàn lý do tại sao cần phải FOMO ngay bây giờ nếu không là sẽ quá trễ để thường nhắc cho bạn nhớ những câu chuyện như là liên quan tới DeFi đi các bạn đã nhớ là khi mà trước khi mà đi vào một cái mùa downtrend đó, thì biết bao nhiêu người nói mùa downtrend này sẽ không giống như là trước đây tại vì chúng ta có DeFi à, DeFi sẽ cho chúng ta có lợi nhuận thì mọi người vẫn sẽ tiếp tục stake vẫn sẽ có lợi thì họ sẽ không có bán những đồng đó, các bạn thấy là kết quả ra sao tất cả những đồng lớn những nền tảng lớn đó thì đều giảm 70, 80, 90% phần trăm các bạn không khác gì cái chu kỳ trước đó các bạn cứ nhớ lại đi những câu chuyện liên quan tới game file ra sao biết bao nhiêu những cái câu chuyện là không đâu khi mà cái mùa đông kéo đến trong cái đợt tăng trưởng vừa rồi đó thì sẽ không có như những cái mùa đông trước đó nó sẽ ấm hơn rất là nhiều tại vì ngoại trừ việc có đi ra chúng ta còn có game file game file sẽ cho rất nhiều người lý do tại sao mà nên lưu trữ đồng đó để mà tiếp tục chơi game các bạn thấy kết quả ra sao rồi và NFT cũng như vậy các bạn biết bao nhiều là câu chuyện. Nhưng mà chỉ có một câu chuyện quan trọng nhất đối với Thuận đó chính là câu chuyện chốt lời các bạn. Và những quy định mà Thuận theo hàng ngày Thuận đã chia sẻ với các bạn mỗi khoảng chừng 2 tuần khi mà chia sẻ về một đầu tư. Cuối tuần này thì Thuận sẽ lại chia sẻ cái cập nhật mới nhất liên quan tới danh mục đầu tư với các bạn. Và trong tuần này chúng ta lại sẽ có một cái buổi điều trần đó. theo tuần đọc ở đây chính là buổi điều trần hai ngày nữa ngày 15 tháng 11 và buổi điều trần này đã cũng liên quan đến một cái thông tin mà chúng ta cũng đã nghe nói tới cái tay khoảng chừng 2 tuần ở thân viện các bạn đó chính là cái buổi điều trần liên quan đến vai trò của crypto trong những cái giao dịch phạm pháp liên quan đến khủng bố vân vân thì chúng ta cũng đã biết kết quả của cái buổi điều trần ở thượng viện rồi đó là một cái sự đối thường là thảm bại của thượng nghị sĩ Warren tại vì thượng nghị sĩ Warren cố gắng thúc đẩy một câu chuyện là crypto được dùng nhiều trong những việc phạm pháp nhưng mà tất cả những người đến làm chứng các bạn tất cả những chuyên gia đều nói là không phải đâu cái mà được sử dụng nhiều nhất trong những giao dịch phạm pháp bây giờ đó vẫn là đồng đô la và thông qua hệ thống ngân hàng hiện tại ngay cả những gì đã xảy ra gần đây liên quan đến chung đồng cũng là đến từ hệ thống ngân hàng chứ không phải là đến từ crypto crypto nào phần mà cực kỳ nhỏ và không đáng quan tâm à, thì các bạn có thể nghĩ đó là ở thượng viện ở hạ viện nếu chúng ta có nhiều đồng minh hơn thì kết quả tôi nghĩ cũng sẽ tương tự mà thôi nhưng mà khi mà có những cái thông tin tôi như chia sẻ với các bạn trong cái buổi điều trần hai ngày nữa liên quan đến vai trò của crypto trong những cái giao dịch phạm pháp và chúng ta cũng có một cái thông tin cũng rất là lạc quan đến từ Hàn Quốc các bạn đó chính là liên quan ra sàn Bithumb thì sàn Bithumb họ thông báo là họ có kế hoạch IPO và niêm yết trên sàn chứng khoán Hàn Quốc. Vào cuối tháng trước đó, thì sàn Bịt đã chọn ngân hàng đầu tư là Samsung Securities làm nhà bảo lãnh chính cho việc niêm yết lên sàn chứng khoán ở Hàn Quốc. Mặc dù đời thời điểm niêm yết cụ thể và giá trị mục tiêu của đợt IPO của Bịt thì vẫn chưa được xác định nhưng mà có thông tin là việc niêm yết dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2025 các bạn. Và nếu như các bạn tin tưởng vào chu kỳ mà 4 năm đó, thì năm 2025 sẽ đánh cái mốc Kết thúc của đợt tăng trưởng kỳ này. Và các bạn cũng đã nhớ là có một công ty lớn, một sàn lớn ở Hoa Kỳ cũng đã lên sàn chứng khoán và nó cũng đánh dấu cái sự kết thúc của mùa tăng trưởng đợt vừa rồi. Đó chính là sàn Binance các bạn. Không biết là bê thâm khi mà lên sàn chứng khoán ở Hàn Quốc năm 2025 có phải đánh dấu cái sự kết thúc của mùa tăng trưởng kế tiếp này hay không? <laughs> và chúng ta cũng có một cái thông tin đáng tiếc các bạn và cái thông tin này thường nghĩ là không có liên quan đến nhiều bạn đâu nhưng mà thường muốn chia sẻ đó chính là liên quan đến một công ty có tên là CoinCloud. Công ty này là công ty mà họ cung cấp những cái máy ATM đó các bạn có thể đến để mà mua hay là rút tiền. Thì thường những cái máy này cũng không có nhiều người sử dụng đâu tại vì thường cũng không có sử dụng các bạn tại vì cái phí nó rất là cao. À nhưng mà đáng tiếc đó là công ty này Tuy là họ đã phá sản vào tháng 2 của năm 2023 này Nhưng mà cái dữ liệu của họ ra đã bị đánh cắp Bao gồm là 70.000 ảnh từ chụp từ máy ATM Nó như thế này các bạn à, Bây giờ một số ảnh đã được tung ra ở trên thị trường chợ đen rồi Tại vì khi các bạn đến như cái máy này đó để các bạn mua hay là rút tiền đó Thì các bạn phải để cái máy chụp hình lại để mà làm bằng chứng thì những hình ảnh này đã, đã bị lấy cắp đi và thêm vào đó là những cái thông tin cá nhân như là số an sinh xã hội ngày sinh họ tên địa chỉ email và số điện thoại thì rất là đáng tiếc các bạn đây là những cái thông tin cực kỳ quan trọng tại vì khi mà có đầy đủ thông tin rồi đó thì sẽ có thể giả danh trên mạng được họ có thể làm mở những cái account tín dụng được và đơn giản hơn là họ có thể bán thông tin này hay là dùng địa chỉ email đó để tạo ra những cái email giả tại vì họ biết những người này là có crypto họ có thể tạo những email giả đó khiến cho người dùng mất cảnh giác và bấm vào những cái link xấu các bạn giống như là họ biết là ồ oh, không biết bao nhiêu người trong cái nhóm 70.000 người này đó đang chờ đợi để mà rút tiền từ FTX họ sẽ tạo ra một cái email giả nói là bây giờ được rút tiền rồi nhưng mà bấm vào cái link này rồi cung cấp thông tin thì các bạn sẽ bị mắc bẫy ngay cho nên các bạn cần phải cẩn thận với tất cả những email mà các bạn nhận được từ sàn hay dịch vụ gì cách tốt nhất đó là khi các bạn nhận được email các bạn đừng bấm vào cái link ở trên email mà các bạn lên trên cái trang web chính thức các bạn sử dụng hàng ngày các bạn login vào rồi các bạn xem coi là có phải họ đang cần thông tin đó hay là không chứ đừng bấm vào cái thông tin trên cái link các bạn và còn một thông tin nữa cũng rất là thú vị các bạn liên quan tới Terraform Labs các bạn đã biết đây là công ty đứng sau lưng sự phát triển của Luna thì họ vẫn tiếp tục hoạt động các bạn và họ vẫn còn tiền tại vì uh, các bạn đã thấy họ đã có một cái CEO mới uh, không còn là đô khoa nữa mà là Chris Armani và CEO mới này đã đã thông báo là họ đã thu mua lại công ty Polsha. Uh, Polsha này là công ty mà giúp các bạn quản lý danh mục đầu tư giống như là NFT token trên những cái blockchain khác nhau thì giống như là một cái nơi mà giống như portfolio đó các bạn để vào là các bạn có bao nhiêu tiền trên nền tảng trên nền tảng kia và các bạn có thể thấy tất cả tiền các bạn trên một nền tảng thì đây là cái công ty cung cấp dữ liệu đa chuỗi các bạn và đã được mua bởi Terraform Labs và CEO nói là họ never stop building các bạn họ sẽ không bao giờ ngừng gây dựng Luna và đây là tất cả những thông tin mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong video ngày hôm nay tôi hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này Nhưng mà nào muốn tìm hiểu những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của Thuần Capital thì có thể tìm hiểu bằng cách là bấm vào cái link ở bên dưới video này để tìm thấy những ưu đãi như là các bạn có thể nhận được bonus hay giảm phí giao dịch lên tới 30% khi mà tham gia vào những sàn như là Bybit, OKX, Binance, Alineax và một số những dịch vụ khác như là các bạn đang nhìn thấy trên màn hình. Nhưng mà nào mà sử dụng sàn giao dịch thì nên dùng để mà giao dịch mà thôi, không nên lưu trữ quá nhiều tiền trên sàn. Và Thuần sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp. Tạm biệt các bạn.